Dạ vâng, và rất là vui mừng được chào đón tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Âm Thanh Số. Và trong cái dịp cuối năm này thì cái nhu cầu mua sắm những thiết bị âm thanh tăng cao, và rất là vui mừng khi Thế Giới Âm Thanh Số là một cái đơn vị luôn luôn được các bác ưu tiên và lựa chọn làm điểm đến. Và ở đây thì ngày hôm nay bên em đang tiến hành setup cũng như là phối ghép một bộ cấu hình, một bộ karaoke với những cái sản phẩm nó vô cùng quen thuộc đối với chúng ta. Một chiếc đẩy 7 DAC, một bộ một cặp loa Vivus G1000 Plus, và trên đây thì anh khách hàng cũng đã mua thêm cho mình một bộ mic không dây SE68 với trị giá là 3.500.000 đồng, và bên em đang tiến hành giảm giá 1.500.000 đồng cho bộ mic này vì anh không lấy cái sản phẩm là bộ mic tặng kèm. Chính vì vậy bộ dàn của anh tổng giá trị sẽ giảm xuống 1.500.000 với 7 triệu trước đẩy X7 DAC, 16.500.000 đồng cặp loa Vivus G1000 Plus và bộ mic không dây 3.500.000 đồng, thì chúng ta sẽ có được những cái sản phẩm nó vô cùng chuyên nghiệp, và đặc biệt là cái sự sang trọng, sang chảnh ở trên cặp loa Vivus G1000 sẽ là một trong những cái điểm nhấn, cũng như là sẽ làm cho cái phong cách, cái không gian của chúng ta nó sẽ nổi bật hơn rất là nhiều khi chúng ta mua cặp loa này về trưng bày cũng như là sử dụng trong cái mục đích là nghe nhạc và hát karaoke. Như chúng ta đã biết, đối với cái form dáng của cặp loa Vivus G1000 Plus này thì nó mang một cái nét đặc trưng của những cái dòng loa high-end, và hiện tại thì bên em đang khai thác những cái dòng loa này. Ngoài cái khả năng hỗ trợ tốt trong vấn đề nghe nhạc thì ở đây Vivus G1000 Plus nó sẽ giúp cho chúng ta có được những bản karaoke vô cùng khỏe khoắn và ngọt ngào. Hai bát 20 gân cao su màng polyplast, một chung 16, một chép đôm và một chiếc siêu chép mảnh vàng ở phía trên sẽ là những cái linh kiện, là những chiếc loa sẽ giúp cho những cái bản nhạc, những bản karaoke nó được tươi tắn ngọt ngào hơn. Và hiện tại thì chúng ta đang nghe một lúc 10 chiếc loa lớn bé ở trên cặp loa này có thể phát nhạc ra cùng lúc, và lúc chúng ta hát karaoke cũng vậy. Chính vì vậy nó sẽ đem lại cho chúng ta được một cái sự chi tiết, cũng như là nó hỗ trợ cực kỳ tốt cho những cái giải tần số. Chiếc loa bát này, hai chiếc loa bát này sẽ đảm nhiệm những cái phần trầm và phần trung trầm. Chiếc loa trung này thì sẽ đảm nhiệm cái phần trung cao, còn giải chép thì được xử lý bằng hai chiếc loa, một chép đôm, một chép mảnh, sẽ đem lại cho chúng ta cái tiếng chép rất là hay, bay bổng, tí tách. Và ở đây bộ máy của chúng ta thì vô cùng là nhỏ gọn, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm diện tích. X7 DAC đầy đủ tất cả tính năng. Bây giờ chúng ta sẽ không phải là đi tìm hiểu, cũng như là không dành quá nhiều thời gian cho những cái thiết bị lằng nhằng nữa, và bây giờ chúng ta muốn gói gọn bật lên là chơi thôi. Thì đây sẽ là một trong những cái sản phẩm mà chúng ta rất đáng phải lưu ý, để lưu ý để khi chúng ta có ý định mua sắm thì chúng ta nên tìm hiểu. X7 DAC có rất là nhiều những tính năng, và đặc biệt ở đây có tính năng nghe nhạc loudness. Thì đây chúng ta đang tắt nhé, bật lên một phát thì hoàn toàn cái bản nhạc của chúng ta nó sẽ được bay bổng hơn rất là nhiều khi những cái tín hiệu của chép, bát và trung nó sẽ được đẩy lên. Chúng ta nghe ở những cái âm lượng thấp, tiếng bát của nó vẫn rất là sâu và tiếng chép rất là nảy nha các bác. 2000W chia đều cho hai kênh, có 4 cổng ra loa, và chúng ta có thể chơi được hai đôi loa bát 30 trở xuống. Bộ mic không dây SE68 Plus thì đây là dòng micro không dây cao cấp đang có một cái mức giá đắt nhất ở trong showroom với em, và nó sẽ đi với những cái bộ dàn nó chuyên nghiệp, mang cái tính chuyên nghiệp một chút. Và những người sở hữu những cái bộ mic này thì thường thường là có một chút gọi là năng khiếu về ca hát, và trên phiên bản này thì nó sẽ cho chúng ta một cái chất giọng nó dày dặn và nó ấm hơn rất là nhiều so với những cái dòng micro khác. Thiết kế đẹp, màu xanh trứng sáo, tay mic rất là đẹp nhé. Phiên bản này thì cũng có rất là nhiều công nghệ cảm biến nhiệt, cảm biến gia tốc, khóa trẻ em cũng như là bước sóng thì vô cùng tuyệt vời. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bản karaoke. Một bản karaoke nó gọi là một bài hát nó xưa xưa một chút, nhưng nó sẽ không kém phần sang trọng. Xin gửi tới tất cả quý vị
đang theo dõi video này một bài hát Lệ Đá. Xin mời tất cả các bác hãy cùng đeo tai nghe vào và thưởng thức bài hát này qua sự thể hiện của cặp loa WeWood G1000 Plus, chiếc đầy X7 DAC 40 dây, NS68 Plus và người hát chính là em nhé. Hỏi đã xanh gieo bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời, hỏi những đêm sâu đèn vàng heo hắt, ái ân bây giờ là nước mắt, quê hồn một thoáng nhớ mong manh. Thuở con chim lạc đàn, xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mơ sao trời đừng bão tố, để yêu đương càng nhiều gắn bó, tháng ngày là men say nguồn thơ. Chiều kỷ niệm dĩ vãng, em nhớ gì không em ơi? Màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào, chìm khuất trong mưa mưa bay giạt rào. Đọc lá thư xưa một trời liên tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, xuôi hẹn hò trắng xanh đầu non.